Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 2, anh Vũ Văn Nguyên, ngụ xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai cho biết, đến hôm nay đã là ngày thứ ba, gia đình anh không liên lạc được với con gái là VTML 16 tuổi, lớp 10 trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đáng chú ý tối 25 tháng 2, anh có nhận được dòng tin nhắn cứu con với, sau đó các đứt mò liên hệ. Anh Nguyên cho biết trước đó 12 giờ thứ bảy tức ngày 24 tháng 2, sau khi vào nhà bà nội ăn cơm cúng rằm tháng giêng, con gái anh đi học bằng xe máy 81AU01471 đến 16 giờ cùng ngày cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc cháu vắng học. Anh Nguyên lo lắng nói. Đến tối không thấy cháu về nên gia đình anh Nguyên đã gọi hỏi bạn bè, người thân nhưng không ai biết lỡ ở đâu. Lo lắng cho sự an nguy của con chiều 25 tháng 2, gia đình đã trình báo sự việc với công an xã Iato nhờ vào cuộc tìm kiếm. Đồng chí Khôi, công an xã Iato cho biết thông tin đăng tải. Ai biết thông tin về cháu vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại 0988 583 519, cha Vũ Văn Nguyên hoặc số điện thoại 0963 215679. Anh Nguyên cho biết thêm, hai hôm nay gia đình tổ chức đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không tìm thấy cháu. Gia đình nghi ngờ cháu L đi với một bạn nam học chung trường nhưng tìm đến phòng trọ của cháu này tại thị trấn Iakha cũng không thấy. Liên hệ cho cháu nam này qua điện thoại cũng không được. Theo anh Nguyên, bạn bè của L cho biết có thấy L đi với một thanh niên tên TNH thuê trọ tại số 157 đường Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Khi gia đình đến đây tìm kiếm thì những người cùng dãy trọ cho biết. Từ hôm thứ Bảy đến nay, không thấy hát về phòng trọ, cũng liên quan đến sự việc mất tích bí ẩn trước đó. Ngày 26 tháng 1, bà N.A.L. 40 tuổi, ngụ xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đến công an địa phương trình báo về việc con gái tên Trần Kim Ngọc, 16 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông An Nhân Tây, đi học nhưng không về nhà. Bà L cho biết ngày 24 tháng 1, người nhà chở Ngọc đi học thêm tại trung tâm ở huyện Củ Chi. Hơn 17 giờ cùng ngày, gia đình đến đón không thấy Ngọc đâu và mất liên lạc đến nay. Người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin về nữ sinh. Đến ngày 1 tháng 2, công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy nữ sinh này. Theo công an, sau khi báo đài đăng tải thông tin nữ sinh 16 tuổi học lớp 10 tên Trần Kim Ngọc mất tích, người dân phát hiện có cô gái đi lang thang trên đường ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Người dân đến kiểm tra và phát hiện đây chính là cô gái đang được gia đình tìm kiếm nên giữ lại và trình báo công an. Công an huyện Củ Chi đã đến nhận Ngọc và bàn giao cho gia đình. Nữ sinh này cho biết do buồn chuyện học hành nên bỏ nhà đi bụi hơn 10 ngày. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đâm trọng thương hai mẹ con rồi phóng hỏa đốt nhà. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Bùi Hoài Nam, sinh năm 1993, quê ở huyện Can Lộc, đi xe máy đến nhà bạn gái. NTL sinh năm 1998, quê ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lời qua tiếng lại, Nam đã hung hãn dùng kéo đâm chị L và mẹ của chị là bà VTT sinh năm 1969 khiến cả hai người bị thương nặng, rồi sau đó đổ xăng phóng hỏa đốt nhà. Nghe tiếng hô hoáng kêu cứu, người dân trong vùng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa hai mẹ con chị L đi cấp cứu, đồng thời tiến hành các phương án dập lửa. Tuy nhiên, Do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội gây thiệt hại một số tài sản. Gây án xong, Bùi Hòa Nam đã lẫn trốn vào rừng núi. Nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đến điều tra vụ việc, tổ chức phong tỏa các nẻo đường để vây bắt nghi phạm. Đến 11 giờ cùng ngày, sau gần 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hòa Nam khi đang lẫn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, được biết chị L là người yêu cũ của Nam. Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ hình sự Bùi Hoài Nam, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc để điều tra các hành vi liên quan giết người và hủy hoại tài sản. Mới đây, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi đổ xăng lên đầu người để đốt tại quán bia Thảo Đen số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, về phía nạn nhân, người đàn ông này bị bỏng toàn thân 98% rất nguy kịch và đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu chiều 22 tháng 2, công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc một người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Hát sinh năm 1969, trú quận Hoàng Mai. Quá trình xác minh điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoang, sinh năm 1959, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hành nghề lái xe ôm, đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoang khai nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông Hát. Trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoang phát hiện vợ mình là bà PTN sinh năm 1971 bán nước chè tại bến xe nước ngầm và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Ông Hoang đã gọi ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Sau đó biết ông Hát thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Hoang đã đi mua xăng, đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ chiều cùng ngày, phát hiện ông Hát đang ngồi uống bia với bạn. Hoang đã xông tới đổ xăng lên người ông Hát rồi châm lửa đốt. gây án xong, Hoàng về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng. Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, vợ nghi phạm khẳng định không có chuyện như Nguyễn Văn Hoàng nói. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin đang xác minh vụ việc người dân tố cáo hai thanh niên hiếp dâm cháu gái 15 tuổi trong phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, anh NVH trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phản ánh việc cháu ruột của anh là TNMC sinh năm 2009 trú thành phố Buôn Ma Thuột bị một số đối tượng hãm hiếp. Theo anh Hát, trước đó gia đình và nạn nhân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời gửi cho bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc phản ánh về vụ việc này. Công an đã mời hai cậu cháu lên làm việc. Theo đơn tố giác vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, MC cùng một bạn nữ đến phòng trọ của DHT sinh năm 2003, ông HV, ông C, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột chơi và ăn uống. Cháu MC bị ép uống nhiều nên mệt nằm nghỉ ở phòng trọ. Khoảng hơn 11 giờ đêm, ông C vào phòng dùng vũ lực và đe dọa cháu MC phải cho ông này quan hệ tình dục. Cháu MC đã bị ông C quan hệ tình dục hai lần khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1, ông HV lại vào dùng vũ lực quan hệ với cháu một lần. DHT thấy ông HV, ông C dùng vũ lực để thực hiện hành vi với cháu MC nhưng không can ngăn. Lúc này cháu MC mệt quá ngủ thiếp tới sáng rồi mới ra về. Sau khi sự việc xảy ra, người cậu đã dẫn cháu MC lên công an phường Ea Tam thành phố Buôn Ma Thuột trình báo, đồng thời gửi đơn tố giác tội phạm đối với hai đối tượng trên. Được biết bố mẹ cháu N đang làm ăn xa nên ông Hát đại diện gia đình để tố cáo những người đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu mình. Ngày 22 tháng 1, anh Hát nhận được văn bản của tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo đã tiếp nhận và chuyển đơn về vụ việc tới giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk để xem xét giải quyết theo quy định. Đến nay hơn một tháng anh Hát chưa thấy phản hồi gì từ cơ quan chức năng. Anh Hát cho biết sau vụ việc cháu MC bị sốc tinh thần rất lớn do đó mới đây Ông đồng ý cho cháu nợ xuống thành phố Hồ Chí Minh với người thân để thoải mái hơn về tâm lý. Trước đây MC phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn thành phố. Ba mẹ MC đi làm ăn xa, bản thân anh hát bận công việc nên đi làm thường xuyên. Người cậu ruột chia sẻ, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để bảo vệ danh dự sức khỏe cho cháu. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đã nắm vụ việc và đang trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm.